Xin chào tất cả anh em nha. Cũng khá là lâu rồi mình không có đăng video ha. Hôm nay mình đăng chiếc phà máy cày nha, phà sắt. Và còn rất là đẹp nha anh em. Phà này thì ở Thạnh Hóa, Long An nha, và đóng xưởng ở Bảo Khang. Chưa có tháo cây vê dưới ra luôn đó. Cây vê để chổi chổi bẩn chổi chổi tiếp lên để thợ hàn á, chưa tháo ra luôn và còn mới luôn nha. Và máy cày nha anh em. Và này thì chiều ngang 2m6, chiều dài luôn sệ thì 8m, mình mẹ nó 7m rưỡi nha, luôn sệ hình như 8m mấy á. Cứng cứng 8 mét. Để mình nghĩ giờ mình xuống ha. Bài này mới đóng 2 năm nha anh em. Bài này mới đóng 2 năm. Mới vừa tróc nước sơn nhẹ trên mặt, mặt bon à. Xưởng Bảo Khang thì là đóng cái miếng be này là ngay đây là nhận liền luôn, không có mối hàng nha. Xưởng Bảo Khang đóng rất là đẹp nha. Nước sơn be chưa xuống màu luôn nha. Chỉ có dày chỗ cọ tróc nhẹ. Cầu thì rất là chất lượng luôn ha. Mũi nè, cái miếng về đừng mấy anh thợ hàng chấm đội lên đừng hàng tiếp á, mấy ảnh quên tháo ra còn nguyên luôn. Và mới đóng nha anh em, mới đóng 2 năm nha. Và đóng sắt rất là dày nha. Này thì sắt 5 ly đủ nha. Sắt dày nè. 5 ly bây giờ thì không bằng 5 ly 2 năm trước nha. 2 năm trước rất là dày nè. Dày như vậy không? Có cái mui bằng sắt luôn nha, nước sơn nha, nói chung là chưa xét luôn, mui bằng sắt luôn, sắt lợp cây. Máy thì máy máy D24 nha. D24 thì kia có thì có 6 cừ ha. Trên đây là 3 cừ nè, 6 cừ. Đây D24 hộp số luôn. Anh em nhìn nước sơn phà là cũng biết là phà còn ok ha. Mới 2 năm à. Mới còn rất là ok. Có ngay đây hai lần giữa này hơi bị tróc tróc nước sơn á, tại vì máy á, này máy tàn hang xuống nè, nó mới bị tróc cái sơn nè. Máy tàn hang xuống không có leo lên be trên cho nên nó cọ nước sơn dưới á. Này mình đánh nó chà ra cái sơn lại. Rồi ok ha. Còn máy cày lớn thì đi lên đây là không có sao. Và này anh em mua về là đi máy cày, nếu anh em tháo mua luôn có thể đi 2 chiếc luôn nha. Ngang 2m6, dài 8m ha, luôn trời.
Bà này ở Thạnh Hóa Long An nha anh em. Lúc trước đóng ở xưởng Bảo Khang nha. Xưởng Bảo Khang thì anh em nào từng đóng phà sẽ biết xưởng đó ha. Rồi, phà này bán với giá 70 triệu nha anh em. Anh em nào mua thì nhanh tay lên nha. Phà còn rất là đẹp nha anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em.